Hello everyone. Chúng ta tiếp tục với trò chơi của anh Bon nha. Bắt đầu sẽ là cái level 1275. Bắt đầu sẽ là ma trận dòng tròn. Mê cung ma trận dòng tròn. Hơi trong mắt xíu. Trơn trượt còn hơn đường băng nữa. Ok, lướt qua luôn. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tiếp theo sẽ là thách thức, chạy một lèo về đích luôn, cố gắng để không bị bon rơi. Quá tuyệt vời. Bây giờ sẽ là bonus level. Cái phần thưởng là rất nhiều rồi, hết lượm hết. Tiếp theo sẽ là Bon Minecraft thám hiểm tại đại dương sâu thẳm. Thứ level là 1273. Chưa gì đã có khó rồi. Minecraft Bon, Minecraft Bon đang đi qua cực cầu khỉ. Rớt hay không? Rồi rớt luôn. Rớt thì đi lỡ thôi, từ đầu luôn. Ơi là khó. Khó thì khó, đi thì đi. Bây giờ đã tới level 1274.
chuẩn bị bước vào trước ba tay ạ. Tiếp theo sẽ là level 1277. Bây giờ sẽ là level 1278. Level khó chơi luôn. Tiếp theo sẽ là Duel Bond. Thank you.
chừng tay được cậu ấy. Ê, còn 3 cái nữa thôi, chỉ còn 3 cái nữa thôi. Rồi rồi rồi, ok, rất thì làm lại. Cẩn thận nào, 1 2 3, 3 cái thứ tư luôn. Thứ tư xem rớt. Thứ 5, thứ 6, thứ 6 vào 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 rồi. Một lần nữa. Bốn, năm, năm và sáu, sáu, ok, trên đường kia, ok, chuẩn bị về đích. Rồi, đứng chờ thôi. Qua luôn, qua luôn, ok, tuyệt vời, quá tuyệt vời. Sau đây sẽ là Mirabon tham gia Octoron.
Sẽ là level 1283.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video này hay, hãy cho mình một like và một subscribe để đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.